Hội An là một trong những đô thị cổ nhất Việt Nam, nơi hội tụ tinh hoa về vẻ đẹp, văn hóa và lịch sử Việt Nam. Hội An luôn nằm trong danh sách top những điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới. Một chuyến đi tới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ rệt về thương cảm sầm uất một thời này, được cảm nhận rõ nét đẹp cổ kính, mộc mạc, giản dị và thưởng thức nhiều món ăn ngon đậm vị. Cùng bỏ túi những kinh nghiệm du lịch Hội An của Driving 4K để tận hưởng một chuyến đi trọn vẹn nhất. Vào khoảng thế kỷ 16, tên gọi phố cổ Hội An hình thành. Đây là một đô thị cổ, nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía đông nam. Nhờ sở hữu vị trí địa lý và kiểu khí hậu thuận lợi, thành phố Hội An trở thành thương cảng sầm uất nhất thời điểm đó, là nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và một số nước phương Tây suốt thế kỷ 17 đến 18. Các thương nhân tới đây chủ yếu bán những đồ đồng, tiền đồng, đồ gia dụng, sau đó mua lại tơ lụa, đường, trầm hương. Tuy nhiên sau đó người Hoa, người Nhật dần di cư vào miền Nam, để lại một Hội An tiêu tàn, đổ nát. Sau khoảng 5 năm thì thương cảng này mới hồi sinh, nhưng không còn được như trước. Mặc dù đã trải qua thời kỳ hưng thịnh lẫn suy thoái, nhưng những dấu tích còn lại của Hội An chính là chứng minh cho giá trị văn hóa, lịch sử của phố cổ. Bên cạnh những công trình kiến trúc, nơi đây còn lưu giữ một nền văn hóa phi vật thể đa dạng và phong phú. Cuộc sống thường nhật của cư dân, cũng như các phong tục, tập quán, nghệ thuật, lễ hội dân gian cũng được gìn giữ và phát triển. Chính vì thế vào năm 1999, Hội An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Với tất cả những giá trị này, Hội An được mệnh danh là thành phố của những danh hiệu như điểm đến được hài lòng nhất, một trong những điểm đến có giá trị lịch sử trên thế giới, thành phố du lịch hấp dẫn nhất thế giới, điểm đến đặc sắc và thu hút khách nhất Việt Nam, top 50 thành phố nên đến một lần trong đời, top 3 thành phố du lịch tốt nhất thế giới, thành phố cảng đẹp bậc nhất châu Á. Trở thành điểm du lịch hấp dẫn của cả nước mà ai cũng muốn khám phá. Nằm ở khu vực miền Trung, nên khí hậu ở Hội An cũng được phân chia thành hai mùa rõ rệt, là mùa mưa và mùa khô, mỗi mùa sẽ có những nét đẹp độc đáo riêng. Thời điểm từ tháng 2 tới tháng 8 hàng năm, được cho là khoảng thời gian lý tưởng nhất để bạn khám phá hết nét đẹp và những hoạt động thú vị của thành phố này. Đặc biệt, từ tháng 2 đến tháng 4 thời tiết đầu xuân mát mẻ, nắng cũng dịu nhẹ và ít mưa. Cũng chưa phải là mùa du lịch cao điểm, nên bạn tha hồ check-in, ngắm cảnh mà giá cả các dịch vụ lại không quá đắt đỏ. Bước vào tháng 5 đến tháng 8 là lúc Hội An đông khách du lịch nhất. Bởi thời tiết luôn có nắng đẹp mỗi ngày và hầu như không có mưa, thuận tiện cho việc di chuyển và trải nghiệm đầy đủ hơn không khí, nét đẹp của đô thị cổ này. Tuy nhiên sẽ có một số ngày nắng nóng đỉnh điểm, khiến bạn cảm thấy hơi khó chịu và giá thành sẽ cao hơn bình thường. Hiện nay, Hội An chưa có sân bay hay nhà ga, vì thế, hầu hết du khách từ các tỉnh, thành phố xa, như khu vực miền Bắc, miền Nam và một số nơi của miền Trung, sẽ chọn tới Đà Nẵng trước bằng các phương tiện như xe khách, tàu hỏa hoặc máy bay. Các bạn có thể đi du lịch Đà Nẵng, sau đó di chuyển vào Hội An bằng một trong những loại hình sau. Đầu tiên là xe buýt, bạn có thể bắt xe buýt Đà Nẵng tới Hội An, tuyến số 1 với mức giá chỉ 30.000 một chiều. Thời gian hoạt động bắt đầu từ 5:30 tới 18:00 tối, cứ cách 20 phút sẽ có một chuyến. Đây là phương tiện rẻ nhất trong tất cả các loại phương tiện, nhưng đổi lại thời gian đi khá lâu, mất khoảng 70 đến 80 phút. Tiếp theo là taxi, đây là loại phương tiện khá tiện lợi và nhanh chóng, khi chỉ mất khoảng 40 phút di chuyển. Bạn có thể tìm thấy taxi ở mọi nơi tại Đà Nẵng, hoặc đặt taxi công nghệ thông qua ứng dụng nhanh chóng. Với hình thức này, bạn không cần lo lắng về vấn đề tìm đường, nhưng mức giá tương đối cao, từ 400.000 tới 450.000 một chiều. Mức giá này là một vấn đề lớn đối với các bạn sinh viên. Xe máy là phương tiện được rất nhiều người lựa chọn, đặc biệt là các bạn trẻ, do chi phí hợp lý. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có rất nhiều địa điểm cho thuê xe, với giá từ 100.000 đến 150.000 một ngày. Trên đường đi bạn có thể thoải mái ngắm cảnh và khám phá thêm nhiều địa điểm du lịch khác, hoặc muốn đi về lúc nào cũng được. Cuối cùng, nếu bạn muốn có một phương tiện vừa tiện lợi, nhanh chóng, vừa tiết kiệm chi phí, thì tour ghép đưa đón từ thành phố Đà Nẵng tới phố cổ Hội An là sự lựa chọn hàng đầu. Giá vé đưa đón 2 chiều cho một du khách chỉ khoảng 300.000 với xe 16 chỗ, hoặc từ 350.000 với xe 7 chỗ.
Tuy nhiên, nếu đi vào mùa cao điểm, bạn nhớ liên hệ đặt xe trước và trao đổi về giá cả để tránh tình trạng hết xe. Thời điểm Hội An nhộn nhịp nhất là từ 16 giờ cho tới 21 giờ hàng ngày. Vì vậy, chủ yếu các tour du lịch cũng sẽ đưa đón khách vào khung giờ này. Đến Hội An, không sợ không biết đi đâu chơi. Đô thị cổ kính hàng trăm năm nay, tưởng chừng như mộc mạc, đơn sơ, nhưng lại có vô vàn điểm đáng để tham quan, khám phá, mà chỉ trong một ngày khó mà đi hết được. Địa điểm du lịch Hội An mà có lẽ không một du khách nào bỏ qua là Chùa Cầu Hội An, hay còn gọi là Chùa Cầu Nhật Bản. Được xem là biểu tượng của phố cổ, và là minh chứng cho sự giao thoa giữa nền văn hóa của các nước một thời. Chùa Bắc qua sông Hoài, mang kiểu kiến trúc cổ kính, bên trong thờ vị thần Bắc Đế Trần Võ, bảo vệ vùng đất và mang đến những điều tốt đẹp cho người dân. Nhà cổ Tân Ký, ngôi nhà cổ này đã có tuổi đời hơn 200 năm, là ngôi nhà cổ nhất ở Hội An. Trải qua hàng trăm năm, dưới tác động của thời gian, nhà cổ Tân Ký vẫn giữ được nét độc đáo trong kiến trúc cổ xưa, thể hiện rõ nét nền văn hóa ba nước Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc. Hiện tại bên trong nhà cổ đang trưng bày rất nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa cao của người Hội An. Hội quán Phúc Kiến cũng là một địa điểm rất nổi tiếng. Dù đã được xây dựng cách đây rất lâu, nhưng đến nay hội quán vẫn giữ được nét kiến trúc đặc trưng với cổng tam quan, điện thờ và các vòng nhang lớn. Tại đây đang thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, nơi thường được các thương nhân ghé đến để cầu nguyện cho một chuyến đi thuận buồm xuôi gió. Bảo tàng lịch sử văn hóa được thành lập vào năm 1989 và hiện đang trưng bày 212 hiện vật và tư liệu có giá trị bằng gốm, sứ, đồng, sắt, giấy, gỗ. Phản ánh các giai đoạn phát triển của vùng đất này từ thời kỳ văn hóa Sa Huỳnh đến thời kỳ văn hóa Chăm và văn hóa Đại Việt. Tham quan bảo tàng giúp bạn hiểu hơn về thương cảng Hội An một thời. Bên cạnh những điểm nói trên, Hội An còn được xem là thiên đường sống ảo khi sở hữu vô vàn góc chụp siêu đẹp. Nếu bạn là tín đồ thích chụp ảnh, thì đừng bỏ qua những con hẻm nhỏ với tường nhà được sơn màu vàng, các bức tường rêu phong và cả những giàn hoa giấy dọc phố cổ Hội An. Ngoài ra tại Hội An còn một số địa điểm du lịch nằm cách xa trung tâm thành phố, có thể kể đến như làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, rừng dừa Bảy Mẫu, biển Cửa Đại, biển An Bàng và Cù Lao Chàm. Đi ra Việt Nam.
Dạo phố cổ Hội An về đêm cũng là một trong những trải nghiệm khách du lịch không nên bỏ qua. Điều tuyệt vời nhất cho du khách mỗi khi tới đây là có thể thoải mái dạo quanh phố cổ về đêm. Phố đêm hoạt động nhẹ nhàng nhưng không kém phần thu hút. Trong không gian yên tĩnh, phố đèn lồng Hội An tràn ngập những chiếc đèn lồng sáng rực với đủ màu sắc càng tăng thêm phần thơ mộng cho nơi đây. Bạn hãy tới phố cổ, thả hồn vào đó để cảm nhận sự yên bình hiếm có. Có lẽ bất kỳ du khách nào đến Hội An đều muốn được tự chính tay thả đèn hoa đăng trên sông, một nét đẹp huyền bí đặc trưng của nơi này. Những chiếc đèn hoa đăng với thiết kế đơn giản nhưng đủ màu sắc, hoa văn, kiểu dáng chỉ có giá 5.000 một chiếc. Bạn có thể thả hoa đăng ở Hội An kèm theo những lời nguyện ước, cầu bình an, may mắn cho gia đình. Thêm một trải nghiệm rất thú vị khi tới du lịch Hội An là tham gia các trò chơi dân gian ở đây. Buổi tối khi dạo quanh phố cổ, du khách hãy dừng chân ở đầu con phố Nguyễn Thái Học, gần chùa Cầu hay tại công viên để hòa mình vào không khí vui nhộn cùng các trò chơi dân gian như xem hát bài chòi Hội An, đi cầu tre, ném vòng, bịt mắt đập nồi. Không chỉ tạo cho bạn cảm giác phấn khích mà còn đem đến cho người chơi nhiều phần quà ý nghĩa. Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp cổ kính, không gian thanh bình mà các món ăn đặc sản hấp dẫn cũng chính là điểm nổi bật níu chân du khách mỗi khi tới đây. Cơm gà Hội An không phải là món ăn gì xa lạ, nhưng với tất cả sự khéo léo, tỉ mỉ trong cách chế biến, người Hội An đã làm nên món cơm gà đặc trưng, khiến ai khi ăn cũng phải tấm tắc khen. Cơm dẻo được nấu với nước dùng gà và nghệ có màu vàng ươm, đẹp mắt. Thịt gà thì trộn với hành tây, ngoài ra còn có đu đủ chua, rau thơm và một chén nước dùng trộn tim, gan, cật gà đậm đà. Cao lầu có lẽ là món ăn chịu ảnh hưởng từ nền ẩm thực của người Hoa và món mì udon của người Nhật. Qua quá trình chế biến và sáng tạo, người Hội An đã tạo ra món cao lầu mang một nét rất riêng. Bề ngoài nó có vẻ khá giống với sợi bánh canh nhưng dai hơn, nước sốt đậm đà, đặc trưng. Khi ăn sẽ kèm với rau sống, bánh phồng kiểu Việt cùng với ớt xanh. Thoạt nhìn thì mì Quảng gần giống như cao lầu nhưng khi ăn thử bạn sẽ thấy hương vị của hai món này hoàn toàn khác biệt. Sợi mì được làm từ bột gạo và cắt to hơn, phần nhân thường gồm tôm, thịt, trứng cút hoặc thịt gà, các nguyên liệu được rim rất thấm, đi kèm là nồi nước dùng đậm đà. Món ăn được thưởng thức kèm rau sống, bánh tráng nướng giòn rụm và tất nhiên không thể thiếu ớt sừng.
Nằm trong danh sách các món ngon mà bạn không nên bỏ qua chính là món xiên nướng, nem lụi. Hai món này được tẩm ướp ớt đỏ cực kỳ bắt mắt, sau đó nướng trên than hồng bốc mùi thơm cực kỳ hấp dẫn. Khi ăn sẽ có đu đủ chua giòn giòn, rau sống và nước ốt đặc trưng, đảm bảo ai ăn thử cũng sẽ ghiền. Đến Hội An thì nhất định phải ăn thử các món chè rồi. Chè ở đây mang hương vị đặc trưng rất riêng của xứ Quảng với rất nhiều loại như chè bắp, chè hạt sen, chè mè đen, chè trôi nước, đậu ván, đậu ngự. Tùy vào sở thích mà bạn có thể chọn ăn riêng từng loại hoặc ăn thập cập đủ tất cả các loại đều được. Vị thanh, ngọt vừa đảm bảo ăn không ngán. Sau khi ăn uống no say, thì chợ đêm Hội An là điểm vui chơi không thể phù hợp hơn với du khách khi đến Hội An. Tại khu chợ này, bạn sẽ được hòa mình vào không gian mua sắm sầm uất và thưởng thức nhiều món ăn mang đậm màu sắc vùng miền. Đây là một điểm đến đặc trưng của văn hóa du lịch tại phố cổ. Khu chợ này thường bắt đầu từ 5 giờ chiều và kéo dài cho đến khuya, khoảng 11 đến 12 giờ đêm. Thông thường, chợ sẽ phục vụ cho đến khi du khách vãng, vì vậy khi tới đây, bạn có thể vui chơi thoải mái với nhiều hoạt động thú vị. Chợ đêm nằm ngay bên bờ sông Hoài, từ phố cổ Hội An, các bạn chỉ cần đi bộ qua cầu Hội An, nơi có bến thuyền thả hoa đăng là có thể tới chợ. Khu chợ này có hàng trăm gian hàng lớn nhỏ khác nhau. Tại đây, bạn sẽ được tham quan, mua sắm và ngắm cảnh Hội An về đêm. Một khung cảnh bình yên thơ mộng, làm mê đắm nhiều du khách trong và ngoài nước mỗi dịp ghé qua. Cảm giác được đi dạo quanh dòng người tấp nập, ngắm nhìn từng gian hàng đặc sắc sẽ khiến bạn thích thú.
Bên cạnh đó, nhiều du khách còn ghé thăm các khu chợ đêm để mua sắm các món quà lưu niệm. Tại chợ đêm Nguyễn Hoàng, bạn có thể thỏa sức lựa chọn nhiều mặt hàng lưu niệm nổi bật như túi vải thổ cẩm, tò he, vòng tay, quần áo, túi sách. Đa số những sản phẩm này đều được làm thủ công với các họa tiết là nón lá, áo dài, thể hiện văn hóa người Việt vô cùng đặc trưng. Những gánh hàng rong ở khu chợ này bán nhiều món ăn đặc sản của Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung. Bạn có thể lựa chọn cho mình một vài những món ăn thơm ngon như mì Quảng, hến xúc bánh đa, cao lầu, bắp nướng, hải sản xiên nướng và các loại chè. Không gian giản dị, bình yên của khu chợ này thường mang lại cho mọi người cảm giác yên bình, nhẹ nhàng. Chỉ với một chiếc bàn nhỏ, vài chiếc ghế đầu, bạn có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon, ngắm nhìn phố phường và tụ họp, nói chuyện cùng bạn bè, gia đình. Khám phá phố cổ qua các gian hàng tại chợ đêm Hội An được xem là một trải nghiệm hết sức thú vị. Sự yên bình, nhẹ nhàng của khu phố về đêm sẽ giúp bạn thư giãn hơn trong chuyến đi của mình. Tại những khu chợ này, bạn không chỉ khám phá được văn hóa sinh hoạt của địa phương mà còn có thể mua rất nhiều món quà ý nghĩa cho người thân và bạn bè. Trên đây là tất tần tật kinh nghiệm du lịch Hội An một ngày của Driving 4K. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút thích và chia sẻ video này tới những người bạn của mình để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè sắp tới nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nhiều video khác về du lịch Đà Nẵng, Hội An. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.